Và vào ngày 12 tháng 8, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO lại một lần nữa lên tiếng để đề nghị Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô về số các ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại Vũ Hán để phục vụ công tác điều tra nguồn gốc của COVID-19. Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 8, thì chính phủ Trung Quốc cũng đã chính thức bác bỏ lời kêu gọi trên, đồng thời nhắc lại lập trường của họ rằng cuộc điều tra hồi đầu năm đã là quá đủ. Tại buổi họp báo hôm 13 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Trào Sư đã đề cập đến báo cáo được đưa ra sau chuyến thăm Vũ Hán hồi tháng 1 của nhóm chuyên gia về các phát báo cáo này cho rằng SARS-CoV-2 truyền từ dơi sang người thông qua một loại động vật trung gian là trường hợp có khả năng nhất, đồng thời đánh giá giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, nơi đại dịch khởi phát là cực kỳ khó xảy ra. Tuy nhiên, trong thông cáo hôm 12 tháng 8 về các giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19, về các phát yêu cầu Trung Quốc chia sẻ dữ liệu thô từ những ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, đồng thời cấp phép kiểm tra lại các mẫu trong phòng thí nghiệm. Những kết luận và khuyến nghị trong báo cáo chung của WHO và Trung Quốc đã được cộng đồng quốc tế và giới khoa học công nhận. Việc xác định nguồn gốc đại dịch trên toàn cầu trong tương lai nên và chỉ có thể được tiếp tục dựa trên báo cáo này thay vì một khởi đầu mới. Tổng giám đốc WHO từng nói rằng cuộc điều tra ban đầu về các phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán chưa đi đủ xa, trong khi đó, Trung Quốc kiên quyết phản đối điều tra khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, cho biết đề xuất điều tra giai đoạn 2 của WHO đi ngược quan điểm của Trung Quốc và nhiều quốc gia thành viên.